Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror. Trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Câu chuyện ma mùng năm Tết. Tân vui lắm các bạn. Hôm qua mình khai máy thì có nhiều bạn bè, các fan theo dõi mình từ rất là lâu rồi. Bạn nhớ năm ngoái mùng năm là mình kể chuyện. Các bạn khen mình có tiến bộ. Thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì câu chuyện của mùng năm Tết hôm nay đó thì là một câu chuyện cũng đặc biệt để gửi đến các bạn. Thì có rất nhiều bạn hỏi Tân là trên đời này có yêu tinh hay không? Thì chắc có lẽ các bạn cũng tìm hiểu về yêu tinh cũng nhiều rồi. Các bạn cũng thấy là ít ai làm về đề tài yêu tinh. Thì các bạn cũng thắc mắc là yêu tinh có trên đời này thật hay là không? Thì thật ra đó, câu trả lời là có. Do cái gu của Tân, Tân kể chuyện ma thì Tân có cái gu Tân nó hợp và thích những câu chuyện về ma quái kinh dị. Và Tân ít khi thích những câu chuyện về yêu tinh. Tân ít khi Tân sưu tầm, cho nên là Tân ít kể, chứ không phải yêu tinh nó không có. Thì theo một nhà văn Trung Quốc rất là nổi tiếng và đã sáng tác những cái câu chuyện mà Liêu Trai Chí Dị là Bồ Tùng Linh, thì cũng đã từng có người làm phim về ông này. Thì ông có hai người vợ, một là Hồ Tiên, hai là một ma nữ, đi khắp nhân gian để tìm những câu chuyện Liêu Trai Chí Dị mà đem về kể cho ông. Và ông viết ra cái cuốn sách Liêu Trai Chí Dị mà các bạn đã xem, cũng như là được làm thành phim trong suốt bao nhiêu thập kỷ. Thì câu chuyện hôm nay là một câu chuyện nói về yêu tinh trước đi đã, rồi sau đó là Tân nói về cái sự mà hình thành ra một yêu tinh như thế nào ha. Thì câu chuyện này nó liên quan đến một cái ngôi chùa tại Trung Quốc. Thì cái câu chuyện nó xảy ra ngay tại ngôi chùa này, một cái ngôi chùa cổ đã có lịch sử cũng đã ngàn năm. Và cái cách hình thành ra ngôi chùa cũng vô cùng đặc biệt. Thì ngày đó là lục quốc phân tranh, Yên, Tề, Sở nó quýnh nhau tùm lum hết. Thì lúc này đó có một cái đạo quân là 2.000 quân do một cái vị thượng tướng dẫn 2.000 quân này áp tải lương thực đi ra tiền tuyến. Thì trên đường đi ra tiền tuyến đó, thì cái vị đại tướng này, vị thượng tướng này đó mới nghe tin là thống soái đã vong mạng. Có nghĩa là quân của ông đã thua rồi đó. Và chạy tán loạn hết. Thì lúc này ông ra quyết định là ông buộc phải bỏ lại cái số lượng lương thực đó, ông hủy hết luôn để cho quân thù không có xài được. Và ông nhanh chóng cùng với 2.000 quân lui về kinh thành để bảo vệ cho vua. Nhưng mà trên đường lui về kinh thành thì lại nghe tin vua chết rồi. Tất cả người trong hoàng thất không còn nữa, có nghĩa ổng không còn quốc gia nữa. Thì ổng mới đem 2.000 quân xuôi về Nam để mà lẩn trốn. Nhưng mà trên đường đi đó, không một ngày nào ổng không bị truy sát và bị giết. Quân của ổng phải tử chiến rất nhiều lần để thoát mạng. Thì ổng mới quyết định chia nhỏ binh lực ra để chạy trốn. Tại lúc này không phải giữ binh lực để làm gì nữa, mà giữ mạng sống mới là quan trọng. Thì buộc phải chia nhỏ 2.000 quân nó ra những tốp nhỏ để chạy khắp nơi hết, để tìm cho mình sự sống. Thì cái đội đi theo ổng là khoảng 50 mấy người, 50 mấy huynh đệ, để mà cùng ổng xuôi về Nam trốn. Thì suốt những ngày sau đó, huynh đệ ổng chết trên đường rất là nhiều, do chạm trán với quân thù, bị truy sát. Thì đến một cái giai đoạn đó là suốt 3 ngày trời liên tục, ổng thấy không còn ai truy sát nữa, và ổng thấy là binh lực của ổng không bị mất người nữa. Thì lúc này ổng bất ngờ dữ lắm, mặc dù vẫn chạy nhưng mà cũng quay lại nhìn. Khi mà quay lại nhìn thì phát hiện ra binh lực của mình còn có 10 mấy người luôn cả ổng. Mà ổng không hiểu tại sao mà quân địch không dí theo ổng nữa. Thì ổng mới cẩn trọng, ổng cùng với lại 10 mấy huynh đệ mới đi lên cái ngọn đồi để mà nhìn từ trên cao nhìn xuống, để xem con mình có bị phục kích hay là bị bất cứ vấn đề gì hay không, tại sao người ta không dí mình nữa. Thì khi lên cái ngọn đồi đó thì trời tối quá, không có trăng, không có sao. Ông buộc phải nghỉ lại đó một đêm, để sáng hôm sau trời sáng mới nhìn thấy được tình hình.
Thì đêm hôm đó là mười mấy huynh đệ cùng với ổng mệt quá đi, mới lăn ra ngủ. Ngủ một giấc cực là say luôn. Thì sáng tỉnh dậy á, mới phát hiện mình nằm một cái cảnh quá đẹp đi. Phía trước của mình là một cái hồ rất là bự, xung quanh là những dãy rừng trúc. Thì cái mây trời ở trên á, nó dạ xuống hồ, nó giống như một cái tấm gương vậy đó. Thì ổng nhìn cảnh đó ổng đẹp quá, ổng mới lập tức ổng quay ngược ra phía sau để ổng nhìn xuống ngọn đồi, à, để coi quân địch có đi theo hay không. Thì không một bóng dáng nào là có binh lực của quân thù hết. Thì lúc này ổng mới khóc. Ổng khóc rằng là không ngờ có một ngày ta có thể sống, có một ngày có một cái vùng đất mà nơi đây không có máu tanh. Thì ổng mới quay ra nói cái mười mấy huynh đệ đó, ổng chọn vùng đất này là nơi ổng lập nghiệp. Và ổng quyết định cạo tóc đi tu. Ổng xây một ngôi chùa ở đó để ổng tu hành. Huynh đệ nào muốn theo thì cạo tóc tu hành, còn không muốn theo thì hãy xuôi về bên kia của sườn đồi để mà tìm đường thoát. À, thì mười mấy huynh đệ đó có người bỏ đi, à, chỉ còn lại có 5 người. Luôn cả ổng là cùng nhau xây một cái am nhỏ để tu hành ở đó, thì đặt là Vân Hồ Tự. À, bạn thấy cái cách thành lập cái ngôi chùa nó rất là đặc biệt. Lúc đầu chỉ là một cái am thôi, bao người ta chinh chiến máu me nhiều quá rồi, cho nên là người ta không có muốn sát sanh nữa, người ta không có muốn dướng tới phàm trần nữa, người ta thấy cảnh đẹp quá như tiên, thì ông này cũng tu luôn, à, để là Vân Hồ Tự. Thì khi mà những người huynh đệ đó trở thành xuất gia thì họ bắt đầu họ tu tập, họ tìm những thứ trong rừng trúc, à, nắm rồi những thứ mà họ tạo ra được để mà họ sinh sống, họ ăn chay niệm Phật. Thì khi mà họ niệm thì không hiểu sao là cái sức hút của Phật giáo nó lớn quá. Thì một cái ngày nọ họ phát hiện ra ở trong rừng trúc này đó, nó có những cái luồng khí rất đặc biệt, giống như người ta có người nào đó đang nghe lén bạn tụng kinh niệm Phật. Thì một cái đêm nọ khi mà những cái vị sư khác đó, đang nằm, thì ổng mới lén, ổng nghiên cứu thử coi ai là cái người mà nghe lén mà niệm Phật. Tại ổng có cảm giác đó, thì giống như người ta đạt một cái đỉnh cao về của Phật pháp tu hành đó, người ta sẽ nghe được âm thanh của vạn vật xung quanh đó. Thì ông này là cái người đã quyết tâm gác hạ đồ đao lập địa thành Phật mà, ổng mới nghe. Ông nghe thì ông phát hiện ra là có rất nhiều loài linh thú, à, sống ở khu vực đó, từ rít, thằng lằn, rồi cái cả cọp, beo, nai đến đó để mà nghe kinh kệ. Mà nó lại ẩn mình vào trong rừng trúc, quay là không ai nhìn thấy hết, chỉ có thể cảm giác qua tâm linh mà thôi. Nó đặc biệt quá mà ông sợ. Ông sợ những cái con này nó sẽ có như là nó ăn thịt ổng. Tại vì lúc đó tuy là ổng đã là người tu hành nhưng vẫn là người, thì phải sợ những con thú trong rừng, ổng sợ dữ lắm. À, thì ổng mới quyết định là ổng tụng kinh nhiều hơn thôi, để mà ổng phổ độ cho tụi nó thôi. Thì trong cái quá trình tụng kinh phổ độ như vậy đó, thì vô tình thôi, mình phải nấu bếp, mình phải sinh sống, mình phải mở rộng, mình phải cày cuốc. Thì có những người trong năm huynh đệ đó, năm vị sư đó, mới đi tôi xuống những ngôi làng gần đó để xin hạt giống về mà gieo trồng. À, thì trong quá trình xin hạt giống gieo trồng đó, thì những người trong làng họ mới hỏi những vị này ở đâu. Thì những người này người tu hành mà, họ gác hạ đồ đao rồi, họ mới nói thật, à, tụi tôi đã binh sĩ, tàn binh bỏ trốn, thì tụi tôi lên trên đó để mà tu hành. Thì vô tình các bạn, à, chuyện quan nghiệt nó xảy ra là như vậy. Các bạn nhớ lúc đầu là có mười mấy huynh đệ, thì mình cho là 10 người đi, thì 5 người ở lại tu, thì có 5 người đi xuống núi. Thì 5 người xuống núi họ không tu hành, cho nên họ sát sanh dạng vật, họ giết người trong làng, họ cướp bóc, là họ gây ra những chuyện là gọi là máu và đồ tháng, cho nên là người dân người ta ghét. Khi mà ta nghe những người này đã từng là bạn của những người kia đó, ta không tin những người này tu hành, cho nên là người ta mới đi tìm quan binh của bên phía địch, người ta báo. Thì lúc này là bên đó ta chuẩn bị binh hùng tướng mạnh để người ta lên ta giết cái ông này, giết những vị tàn binh này. Thì qua miệng lưỡi người đời mà, cái miệng lưỡi người đời mà các bạn,
có 5 người họ hô lên thành 5 vạn, thí dụ vậy. Thì bên kia chuẩn bị binh lực rồi tới đánh. Thì khi mà lên trên cái ngọn đồi đánh thì cả 5 vị sư này là cái ông mà tướng lúc ban đầu đó mới nói thì ta đã quyết định tu hành rồi, thân xác này chỉ là tạm bợ thôi, trong chiến trường ác liệt mà ta còn không chết, nay ta quyết định dừng ở đây thì ta chết ở đây là chuyện bình thường. Còn những người khác, nếu mà các vị sư khác sợ thì có thể bỏ đi, còn nếu không sợ thì thôi, đoạn tuyệt cái đường trần thế đi. Buồn quá rồi thì ổng ngồi lại, ổng đợi binh lực lên giết ổng. Nhưng mà ổng thấy ai lên hết, chỉ nghe tiếng la hét ở dưới đồi thôi. Thì lúc này những vị sư thấy lạ quá mới nhìn xuống, thì thấy những cái con vật á, những con vật đó nó xuống nó cắn giết hết tất cả binh sĩ phía dưới, bên phía địch, làm cho những cái làng mà đi tố giác nó cũng sợ hãi theo. Thì chính vì vậy mà năm vị sư này chịu ơn của những con vật đó, và những cái người ở quanh cái vùng đó nghe cái tiếng đồn xa về năm vị sư này, cho nên người ta mới đi theo đạo của họ để theo Phật, và dần dần cái chùa đó có nhiều Phật tử hơn, có nhiều thầy đến tu hơn và mở rộng ra. Thì trong ngôi chùa này chỉ khắc hình tượng của Phật và những bờ tường khắc hình tượng của những con vật và những con thú. Đó là lịch sử ngôi chùa này. Thì trải qua hàng ngàn năm, người ta chỉ biết đến cái lịch sử đó thôi, người ta không biết rằng ở trong ngôi chùa này có những cái linh thiêng gì. Người ta nghe vậy, ta đi đến danh lam thắng cảnh, ta coi thôi. Thì có một cái cô gái đó, thuộc cái thế hệ của mình bây giờ, mới đến đó và cổ nhìn thấy ở trong những bức tranh có một con hồ tiên rất là đẹp. Nhưng mà cái con hồ tiên nó bị lỗi con mắt, cái là con mắt nó có một cái đường gọi là gạch nhẹ thôi, giống như bị lưỡi lam nó cứa thôi. Thì cô này là cái người sẵn ở trong cái giỏ của cổ có cái tấm giấy nhám. Thì cổ mới cầm tấm giấy nhám đó, cổ chà lên cái con mắt nó để cho con mắt nó bằng lại. Để con mắt nó bằng lại. Tại cái bức tranh phù điêu nó đẹp quá, vạn vật nó xung quanh ngôi chùa đẹp quá, vậy mà cái con hồ tiên nó bị gạch con mắt một cái thì cũng mới chà lại. Không ngờ cái chà con mắt đó chính là phong ấn, gỡ cái phong ấn ra. Thì cái con hồ tiên nó đi theo, nó đi theo cô này. Thì khi mà cổ vừa xuống núi thôi là cổ đã có những biểu hiện bất bình thường rồi. Đầu tiên là cổ ói, ói mửa, tại do thân thể mình bị hồ tiên nhập mà ói mửa. Và cũng điều đặc biệt là cổ đi rất là nhanh, đi thoăn thoắt. Thật ra mà nói ngày xưa đó, nếu mà con người thời xưa họ đi thoăn thoắt trên rừng núi thì chuyện đó bình thường. Còn thời này nói thiệt mấy bạn, đi cáp treo không à. Mà có một người tự nhiên mà họ đi rừng núi mà họ lượn, họ nhảy, mà giống như là họ thuần thục cái chỗ đó thì là chuyện bất thường. Thì cô này là vậy đó. Cô đi đường không phải đường bằng, đi đường núi mà cô thoăn thoắt, cô nhảy. Và cô dường như rất là thuần thục cái nơi đó. Và khi về đó, cổ bắt đầu cổ có những cái biểu hiện không bình thường. Cổ đem những vật thờ cúng liên quan đến hồ tiên về nhà để thờ. Thì lúc ban đầu chỉ thờ những cái món bánh thôi, bánh trái bình thường thôi. Và dần dần thì tự nhiên cổ thích những người đàn ông, mà những người đàn ông này phải có gia đình thì cổ mới thích. Cổ rù quến, cổ làm cho người ta đau khổ, dằn vặt. Và không ít gia đình gọi là tứ tán và giết nhau chỉ vì cô này. Thì các bạn biết rồi, sống trong cái cộng đồng con người mình mà, khi mà bạn làm chuyện ác, bạn làm tiểu tam, bạn làm người thứ ba, bạn hại gia đình người ta, thì thường bạn giấu đi, bạn còn bị đặt xô ra, bạn làm đủ thứ chuyện, bạn hãnh diện với chuyện đó, thì người ta nói mình khùng, phá hoại gia can người khác. Người ta bắt đầu dè biểu, ta đồn xa bạn. Nhưng mà hễ người đàn ông nào gặp cô này là không bao giờ cưỡng lại được. Mà đặc biệt người có gia đình mới thích, kỳ cục vậy đó. Thì có một cái người đó là một thầy tu, lại là một thầy tu. Và cái người thầy tu này xuất hiện tại cái vùng của cô này, mà nương nhờ một cái ngôi chùa ở gần đó thôi. Và cái người thầy tu này toát ra một cái khí chất làm cho người ta rất là tin tưởng và người ta rất là thích. Thì tiếng lành lại đồn xa đến cái cô này, và nhiều người ta thách thức. Nếu như mà trai trên đời này có thể rù quến được hết thì có thể nào rù quến vị sư đó được hay không? Nếu mà rù quến vị sư đó mà hoàn tục được thì mới đúng là một cái người mà gọi là tài sắc.
Đó là cái miệng lưỡi người đời thách thức các bạn. Thì cô này cô tới cô rù quến. Thì khi mà cô tới cô rù quến vị sư này đó, thì vị sư này bình thường lắm, à không có cái biểu cảm là mê mẩn gì hết. Đó, thì sư mới nói rằng là thật sự ra thì con muốn làm gì với ta. Đó, thì cổ mới nói rằng là con cảm thấy sư đẹp quá. Sư tu để làm cái gì? Đời còn bao nhiêu thứ dục vọng, con sẵn sàng ở bên ngài, phục vụ bất cứ gì ngài muốn, miễn rằng bỏ đường tu đi. À thì vị sư nói con có thật sự là sẽ làm chuyện đó với ta hay không, có phục vụ tất cả những gì ta muốn. Thì cái cô này cô nói là đúng, con sẽ làm như vậy. Ngài không thích bao nhiêu người muốn được cơ thể của con, bao nhiêu người thích con hay sao? À thì sư mới nói vậy thì con làm trước cho ta một điều, hãy đối diện với ta và tụng hết một bài kinh này. Nếu con làm được điều đó, ta sẽ hoàn tụng, sẵn sàng theo con. À thì cô này cổ khoái quá, cô thấy cổ thành công rồi, rủ quến được vị sư nó rồi, thì mới quỳ xuống cùng tụng bài kinh. Nhưng mà càng tụng thì mặt cổ càng xanh, hai mắt bắt đầu nổi gân đỏ, mà những người xung quanh ta để ý ta thấy hết, tại ta cá độ mà ta phải canh ta coi chứ, thì nổi gân đỏ lên hết, mà ngồi không vững, ngồi không vững, cho đến khi cái bài kinh kệ đó đến gần cuối đó, thì cô này mới quỳ xuống lại, quỳ xuống lại mà xin tha. Thì vị sư mới nói là ta đã tha cho con rồi, chỉ là con đã gây ra quá nhiều oan nghiệt, bây giờ con hãy vào quyển sách này cùng ta trở về Vân Hồ Tự, chắc con đã nhận ra ta là ai rồi. À thì tự nhiên cái cô này cổ gật đầu, cổ lạy đúng ba lại và cổ xỉu, cổ bất tỉnh luôn bạn, trước sự chứng kiến của rất nhiều vị sư trong ngôi chùa đó cũng như là những người xung quanh. À thì cái vị mà cái vị vị sư mà tụng kinh cho cô này đó mới gấp cái quyển sách đó lại đứng lên và đi. Thì sau này người ta mới hiểu ra cái vị sư mà thuần phục cái con hồ tiên đó chính là kiếp sau của cái vị thành lập ra ngôi chùa đó, và vị là vị chủ trì luôn, là chủ trì luôn. Có nghĩa là từ thời xưa khi ông tu tập, ông tạo ra được ngôi chùa, ông sống chung với vạn vật, thì cũng không ít vạn vật trở thành yêu tinh để mà hại ổng. Nhưng mà do tấm lòng bác ái Phật pháp vô biên, ổng đã phong ấn rất nhiều những con yêu tinh như vậy ở quanh những cái vách phù điêu của tường. Và vô tình người đời sau này người ta không biết, người ta vô người ta cái cô đó cũng không biết, cổ vô cũng mới chà cái con mắt để mà gỡ phong ấn. Nhưng mà cổ không, những con hồ tiên, những con mà yêu tinh nó cũng không biết một điều rằng là mấy ngàn năm nay chủ trì của ngôi chùa đó cũng chính là kiếp sau của người đầu tiên để mà giữ ngôi chùa và giữ cái phong ứng đó. Thì một ngày ổng đi ra ngoài cái sân, ổng nhìn thấy cái con hồ tiên nó mất tiêu, thì ổng mới đi theo cái âm khí của nó để mà thuần phục nó về. Nhưng mà tiếc một cái là cái cô gái đó đó sau này rất là yếu và bị người đời người ta dèm phe, gọi là gì, dèm pha rất là nhiều. Tại vì lỡ mà, lỡ đi rù quến nhà người ta. Nhưng lúc này thì tỉnh rồi, tuy không bị nhập nữa, tỉnh rồi, nhưng mà vẫn phải chịu tiếng oán. Đó là cái nghiệp. Mặc dù là người ta biết hết cái câu chuyện này, thì đây là một cái câu chuyện về yêu tinh của thời hiện đại nhập vào con người ta để mà đi phá người đời, đi phá mọi nơi trong thiên hạ, theo cái tính chất của hồ ly là giành chồng của người khác. Một câu chuyện có thật mà Tân đọc được, Tân biết được, thì Tân kể các bạn nghe ngày hôm nay. Thật ra yêu tinh có rất nhiều mẫu chuyện hay, nhưng mà tại vì cái gu của Tân nó không thích lắm. Mà nếu bạn thích thì Tân sẽ lựa ra vài mẫu chuyện hay để kể cho các bạn nghe. Có những thứ mà bạn không tưởng tượng tới về yêu tinh đâu. Ha, thì nếu sáng ngày mai mà Tân có thời gian, hoặc là chiều mai trễ muộn chút xíu như hôm nay, thì Tân sẽ có cái tâm sự và kể chuyện luôn về chuyện về hồ ly, hồ tinh hoặc là yêu tinh cho các bạn biết nó hình thành từ đâu. Ha các bạn, thì chúc các bạn một cái mùng năm vui vẻ bên gia đình của mình ha, nghe câu chuyện ma của Tân. Bây giờ thì bye bye, hẹn lại các bạn với câu chuyện của 5 giờ chiều mai. Bye bye.